Em có số 09 sao 999900. Bạn em nó bảo là số này mang lại vận xui, có đúng không anh? Em ơi, trong câu nói của bạn em ấy thì anh thấy là có hai vấn đề. Vấn đề số 1, bạn em nói có một ý đúng ở đây là gì? Đó là số sim này hình thể gọi là về dãy số không được đẹp. Vì sao? Đó là dãy số mà tứ quý chín ở giữa là hoàng đạo trường cửu, nhưng đuôi lại là không không, tức là không có gì. Đấy, và theo ý nghĩa của sim số đẹp là như thế nhá. Chứ anh không bảo là em là người không có gì, mà chỉ đơn giản là đọc và dịch một cách thuần túy theo sim số đẹp thì đó là từ trường cửu trở về mo. Thì đây cũng là một điểm gọi là để chúng ta nhìn vào, à đó là một số sim có ý nghĩa không được hay. Thế nhưng vấn đề thứ hai này, số này là một số dễ nhớ, tứ quý ở giữa và đuôi là kép. Đấy, đây là một số đọc một lần là nhớ nhớ ngay. Thế còn về việc mà góc độ anh chia sẻ với em, với quan điểm của anh thì anh sẽ không bao giờ đồng tình với việc là sim số xấu là gây ra xui rủi. Mà anh quan điểm là gì? Sim số đẹp thì tạo nhân hiệu và thương hiệu cho cái người sử dụng, khác biệt với đối thủ kinh doanh cùng ngành nghề, để tạo ra cơ hội và sự tiếp xúc với khách hàng một cách thuận lợi hơn, từ đó phát triển kinh doanh, bán hàng tốt hơn. Đấy. Chứ không phải là sim số thì nó gây ra xui rủi cho bất cứ một ai. Cái đó nó chỉ là cảm nhận cá nhân và cái gọi là cái quan điểm của từng người. Anh không đồng tình với quan điểm đó. Đấy. Còn tất nhiên ở trên đời này có rất là nhiều người quan điểm khác nhau, rất nhiều tư tưởng khác nhau, mê tín dị đoan cũng vậy. Đó là từng người, mỗi người một kiểu. Với anh chia sẻ thật tâm đó là như vậy. Còn anh thêm một vấn đề này, tất cả mọi việc trên đời này là do mình, tất cả là do mình, không thể do người khác được, không thể do bất cứ một ai ở ngoài được. Chúng ta đều có cơ hội và lựa chọn để quyết định làm việc này việc kia hoặc không làm việc này việc kia, rồi dẫn đến kết quả chúng ta gánh chịu nó, chứ đừng đổ lỗi tại cái này tại cái kia. Đấy là cái suy luận của anh, quan điểm của anh là như vậy. Thế thì nhân tiện đây anh giới thiệu với em thêm những cái số sim kiểu như thế này ấy, thì nó thường thường trị giá nó tầm khoảng 3 đến khoảng độ 20 triệu tầm đấy, từ 3 đến 20 triệu tùy vào đầu số, tùy vào giữa số. Thế nhưng mà với số sim đích danh này của em thì anh có thể có những số sim đẹp hơn như thế, mà nó không bị là từ 9 về 0 như vậy, nó có thể là 9 về 8, 9 về 6, 9 về về 5 thì vẫn cứ là khá đẹp nhé, và ý nghĩa nó cũng không bị xấu đâu. Còn nếu như 9 mà về 4 thì đúng là rất nhiều người không thích. Đấy. Đây là quan điểm cá nhân và anh ủng hộ những ai chúng ta thẳng thắn nhìn vào sự thật, chứ không phải là dùng mê tín dị đoan để bịp bợm khách hàng em ạ.